Bạn có bao giờ tự hỏi liệu serum Numbuzin 5 có phải là bí quyết cho làn da không tuổi không? Hãy để shop mình dẫn dắt bạn cùng khám phá câu trả lời này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của sản phẩm, từ thành phần cho đến hiệu quả sử dụng, để bạn có thể đưa ra quyết định thông minh nhất cho làn da của mình mà không hối hận nhé. Khi bạn cầm trên tay lọ serum Numbuzin 5, điều đầu tiên thu hút bạn chính là thiết kế tinh tế và sang trọng. Lọ serum được thiết kế với màu sắc đen trắng nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp hiện đại nhưng không kém phần tinh tế, phản ánh cam kết về sự chăm sóc da chất lượng cao. Và khi bạn mở nắp, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra, mang lại cảm giác thư giãn ngay lập tức. Serum Numbuzin 5 không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài, mà còn bởi công dụng vượt trội của nó. Sản phẩm này được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, kết hợp với các thành phần tự nhiên, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, cải thiện độ đàn hồi, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa và mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ. Đặc biệt Công dụng của serum còn giúp cải thiện tình trạng da không đều màu, mang lại cho bạn làn da sáng và rạng rỡ. Hãy cùng chúng tôi khám phá sự thay đổi kỳ diệu mà serum Numbuzin 5 mang lại qua từng giọt serum đầy quyến rũ này. Khi nói về các thành phần chính của serum Numbuzin 5, bạn sẽ thấy rõ ràng những ưu điểm kỳ diệu của chúng. Đầu tiên, axit hyaluronic là nhân tố chính cung cấp độ ẩm cho làn da, giúp da mềm mại và giảm thiểu nếp nhăn. Tiếp theo, chiết xuất từ hoa hồng giúp dịu da và tái tạo da, làm da sáng và đều màu hơn. Cuối cùng, vitamin C đóng vai trò bảo vệ da khỏi tổn thương môi trường và giúp da trở nên mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, trong bạn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Sự kết hợp tinh tế của các thành phần tự nhiên trong serum Numbuzin 5 không chỉ mang lại hiệu quả ngay lập tức mà còn đảm bảo sự chăm sóc toàn diện và bền vững cho làn da của bạn. Đó chính là điểm đặc biệt và đáng kinh ngạc nhất về serum Numbuzin 5 này mà gần như những serum khác không thể đáp ứng được. Có rất nhiều chứng minh về sự thành công của serum này từ những người đã trải nghiệm và sử dụng sản phẩm. Khách hàng thường khen ngợi về sự cải thiện đáng kể trong làn da của họ, từ việc làm mềm mịn, giảm nếp nhăn đến sự sáng bóng và đều màu hơn. Họ cảm thấy hài lòng với sự thay đổi tích cực trên làn da và tin tưởng rằng serum Numbujin năm thực sự mang lại những kết quả mà họ mong đợi. Đánh giá từ khách hàng thực tế cung cấp thông tin quý giá để bạn có thể quyết định liệu sản phẩm có phù hợp với bạn không. Sau đây là một đánh giá thực tế, khách quan từ khách hàng đã sử dụng Serum Numbujin năm đó là serum dùng rất thích nhà Mình đã dùng hết một nửa rồi cảm nhận ra cũng có sáng lên, đều màu, dùng trên da mình không bị châm chích. Nhiều người khác thì lại thích sự thấm nhanh của em này, như chị khách có đánh giá rằng serum mỏng nhẹ dễ thẩm thấu vào da, không bết dít. Sau khi thoa vào da thì tan nhanh. Xài 3 đến 4 ngày thấy trắng lên một tông da hẳn lên, xứng đáng 100 điểm. Khi bạn nói đến serum Numbujin 5 Hãy xem nó như một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình làm đẹp của bạn. Với sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần tự nhiên và công nghệ tiên tiến, serum này không chỉ cung cấp độ ẩm sâu và làm dịu da, mà còn mang lại sự cải thiện đáng kể về độ đàn hồi, làm sáng da và giảm nếp nhăn. Kết quả sẽ rõ ràng ngay sau vài lần sử dụng, với làn da trở nên mềm mại, căng bóng và tràn đầy sức sống. Điều đặc biệt hơn, serum Numbujin 5 được thiết kế với công thức nhẹ nhàng và dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm giúp giảm thiểu việc da bị kích ứng và viêm nhiễm. Với những lợi ích đa chiều và tính hiệu quả được kiểm chứng, serum này không chỉ là một sản phẩm chăm sóc da, mà còn là một trợ thủ đắc lực trong hành trình làm đẹp và chăm sóc làn da của bạn. Những lợi ích này kết hợp cùng nhau, tạo nên một sản phẩm chăm sóc da toàn diện, giúp làn da của bạn trở nên khỏe mạnh, trẻ trung và rạng rỡ. Khi bạn đặt niềm tin vào serum Numbuzin 5, bạn không chỉ đặt niềm tin vào một sản phẩm chăm sóc da thông thường mà còn là sự an toàn và phù hợp với mọi loại da. Serum này được thiết kế với công thức nhẹ nhàng, tự nhiên và đã trải qua các kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tính an toàn cho da của bạn. Tính nhất quán và sự phù hợp với mọi loại da là điểm mạnh của serum này, từ da khô đến da nhạy cảm đều có thể tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại mà không phải lo lắng về tác dụng phụ. Vậy nên, hãy yên tâm và hãy để serum Numbujin 5 trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong hành trình chăm sóc da của bạn. Khi sử dụng serum Nunbuzin 5, hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt cho làn da của mình. Bước 1, bạn cần làm sạch da mặt kỹ lưỡng để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa. Dùng sữa rửa mặt yêu thích của bạn và rửa lại bằng nước ấm. Bước 2, sau khi da đã sạch sẽ, hãy sử dụng toner hoặc nước hoa hồng để cân bằng và làm dịu da. Điều này giúp chuẩn bị da cho việc hấp thụ serum nhanh chóng hơn. Bước 3, lấy một lượng serum nhỏ vào lòng bàn tay hoặc trực tiếp lên da và nhẹ nhàng massage serum lên da bằng đầu ngón tay hãy nhớ massage nhẹ nhàng để giúp serum thẩm thấu sâu vào da. Đợi khoảng 1 đến 2 phút để serum thẩm thấu hoàn toàn vào da trước khi tiếp tục các bước chăm sóc da tiếp theo. Cuối cùng, hãy sử dụng serum hàng ngày để có kết quả tốt nhất cho làn da của bạn. Đây là cách sử dụng serum một cách hiệu quả nhất, giúp làn da của bạn trở nên khỏe mạnh và rạng rỡ hơn. Để tìm một cửa hàng đáng tin cậy để mua serum Numbuzin 5 không phải là điều dễ dàng. Nhưng đừng lo lắng nữa, hãy đến với shop mình nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy yên tâm shop mình cam kết luôn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho bạn và shop mình tự hào về việc cung cấp serum Nung Buzin năm chính hãng dù bạn mới ghé thăm lần đầu tiên hay đã là khách hàng thân thiết hãy tin rằng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ shop mình đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật thông tin mới nhất và không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn nhé cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn shop mình